Thực ra ta cảm thấy ta được giải thoát rồi. Sau khi Thanh Mục rời đi, ta đã muốn đi cùng Quynh ấy từ lâu. Hậu Trì, Hậu Trì. Thiên Cổ Quyết Trần. Tập 42. Thần Tôn, cuối cùng người cũng về rồi. Sau khi Tưởng Nguyệt biến mất, yêu giới đại loạn, Yêu Hoàng thì trọng thương. Chuyện này Tiểu Thần Quân làm sao vậy? Thần Tôn Thượng Cổ sắp thức tỉnh sao? Đi tìm Phượng Nhiễm, bảo cô ta mau chóng tới cung Huyền Tinh. Dân Hậu Trì, Hậu Trì, thần mạch trời sinh của con cô sẽ dùng hết máu của cô. Nếu nó sống, thần thức của cô khó mà giữ được. Ta có thể cảm nhận được nó sắp ra đời. Người hứa với ta, dù ta có chết, người cũng phải thay ta giữ lại đứa bé. Không được, không được, Hậu Trì. Cầu xin ngươi, nhất định phải thay ta giữ lại đứa bé. Nó vô tội. Được, ta hứa với cô, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nó. Hậu Trì, cô là người thân nhất với ta. Dù thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để cô và đứa bé xảy ra chuyện. Thượng Cổ, Thần Tôn, Thần Tôn có gì căn dặn, xin hãy nói với Cảnh Chiêu. Thượng Cổ, Thượng Cổ, Thượng Cổ, lùi xuống hết đi. Dân, ừ.
Sâm phủ. Yêu thần điên rồi sao? Lấy lại tưởng nguyện. Và yêu tộc ta phải đối phó thế nào với tiên tộc đây? Yêu quân của Tam Trùng Thiên đều là tu luyện nhờ vào tưởng nguyện. Chúng ta mau chóng về xem bệ hạ đi. Được. Mọi người hãy trấn giữ doanh trại. Đi thôi. Hai tộc vẫn đang đàm phán. Cảnh Dương, ngươi thế này là có ý gì? Yêu thần náo loạn phùng thương khung, làm chân thần Bạch Quyết bị thương. Bản điện hạ phụng mệnh, giết hết các ngươi. Binh tướng nghe lệnh, giết hết yêu binh, diệt trừ hậu quả. Dân A Thấm, Sâm Vũ, A Thấm, mau đi đi. Giờ cung quyền tin nói với phụ hoàng là thần tôn Thiên Khải đã hại yêu tộc chúng ta rơi vào bước đường này. Đi đi. Đừng! Vì sao? Vì sao muội không đi? Không còn tưởng nguyện, dù muội thử phá bỏ yêu đan cũng không thắng được hắn. Sau lưng ta là yêu tộc, không đánh cũng phải đánh. Được, chúng ta đều không đi, đấu đến cùng với tiên tộc. Dừng tay. Đại ca, tiếng trống đó là ta giống. Yêu tộc không hề xâm phạm vùng đất La Sát. Xin lỗi, ta cũng là việc cứu người. Cảnh Giảng, để điên rồi. Không ngờ để lại giúp đỡ yêu tộc. Đại ca, rút quân đi, đừng ép đệ ra tay. Hôm nay yêu thần làm loạn vùng thương khung, hai tộc tiên yêu không thể quay lại như trước nữa. Tiêu diệt yêu tộc, diệt trừ hậu quả cho tiên tộc. Đại ca, đừng sai lầm thêm nữa. Yêu tộc cũng là vạn vật chúng sinh, sao nhất định phải đuổi cùng giết tận? Tránh ra. Tiêu diệt yêu tộc là ý chỉ của mẫu thần, nhưng hai tộc tiên yêu hòa bình cũng là ý chỉ của phụ thần. Đệ, đệ giống hệt với phụ thần, lòng nhân từ vô dụng. Thiên hậu bất giận, đây không phải mộ quan. Lúc đó ta đã bắt được hai người họ. Ngoài điện còn có thiên binh canh giữ, nếu bị họ phát hiện, ta không sợ thì ngươi sợ cái gì? Ngươi từng nói là phải hành sự cẩn thận. Bản quân, bản quân làm sao thế này? Sao lại không khống chế được ma khí của mình? Làm phu thê 6 vạn năm, ta cũng không muốn mộ quan tức giận. Chỉ là tính cách của chàng ấy thực sự rất đáng hận, làm chuyện gì cũng không quyết đoán, lúc nào cũng chỉ nói đến nhân từ và đạo đức. Có chàng ấy ở đây, sao ta có thể đối phó được với đám chân thần đó? Nếu Thiên Khải thừa cơ để Bạch Quyết biết được chuyện Nguyệt Nhi bỏ mạng trước đây là vì ta. Ta vốn muốn trong hôn lễ giết chết Thiên Khải và Hậu Trì, chẳng ngờ lại biến tốt thành xấu, vô tình khiến thượng cổ sống lại. Đúng là sai lầm. Nhưng Thiên Khải chưa khôi phục được sức mạnh, Hậu Trì
cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh thành thượng cổ. Cơ hội trời ban, bản quân tuyệt đối không thể bỏ qua thời cơ này. Phượng nữ, thiên hậu, việc này ngươi chỉ cần làm theo những gì ta dặn, sẽ ra chuyện gì có ta gánh chịu. Nếu tiên đế trách tội, chỉ cần nói cái chết của Nguyệt Di chỉ là sự cố, làm phu thê 6 vạn năm với nhau, một quan sẽ không trách phạt ta quá nặng đâu. Nếu chàng ấy đã biết ta theo ma đạo, ta cũng sẽ có cách đối phó. Dân. Cô không sao chứ? Ta không sao. Thần Tôn Tịnh Uyên đã đưa tiểu thần quân hậu trì về cung Huyền Tinh. Thần Tôn bảo ta đưa cô đi gặp quấy. Đây là... Trước đó Thần Tôn đã thu hồi lại sức mạnh Tử Nguyệt. Đám người này chắc không có ý đồ gì tốt. Cô vào trước đi, ở đây giao lại cho ta. Tóc của người, số cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thương khung? Cổ quân chết rồi. Có phải phụ hoáng làm không? Bây giờ ta sẽ đi giết bà ta. Phượng Nhiễm, quay lại. Hậu Trì sắp thức tỉnh thành thượng cổ rồi, nhưng cơ thể và linh thức yếu ớt, hoàn toàn không chịu được sức mạnh của căn nguyên hỗn độn. Lại vừa mới sinh con, bây giờ quấy cần cô chăm sóc. Đứa bé này là con của Thanh Mục. Từ từ thôi. Điện hạ, người về đúng lúc lắm. Yêu hoàng bệ hạ, nhà ấy xảy ra chuyện rồi. Phụ hoàng, Di thần về rồi. Người nhìn con đi, nói chuyện với con đi. Phụ hoàng, lần trước Di thần phạm lỗi, người đã nói đợi con về tính sổ với con mà. Di thần quay về nhận tội rồi đấy. Người phạt con, mắng con đi. Phụ hoàng, người quay về đi. Yêu tộc có yêu thần như vậy, thất bại là phải. Tu vi cả đời của bệ hạ
sớm đã hòa làm một với Tử Nguyệt. Bây giờ yêu thần lấy lại Tử Nguyệt là trắng trợn cướp đi toàn bộ yêu lực của bệ hạ. Ta đáng lẽ nên phản hắn ta từ lâu. Sam Vũ, người bình tĩnh đi. Dù yêu thần đã làm gì cũng đều vì sự tồn vong của yêu tộc. Đại nạn ập đến mà chúng ta còn tàn sát lẫn nhau, nhất định sẽ để tiên tộc nhân cơ hội tấn công. Thượng thám tỷ tỷ, tỷ nhẫn tâm quá đấy. Bệ hạ vẫn luôn coi tỷ là con gái ruột. Bây giờ bệ hạ đã chết, vậy mà tỷ lại thờ ơ với mối thù của bệ hạ. Đại nạn trước mắt mà ngươi còn khiêu khích. Nếu thật sự có lòng, chi bằng hãy nghĩ làm thế nào để giúp điện hạ. Cả đời phụ hoàng, không ngờ lại kết thúc như vậy. Nỗi hận này ta không bỏ qua được. Các trưởng lão của cung quyền tên đâu? Cái chết của yêu hoàng khiến chúng thần căm phẫn. Họ sớm đã đến suối Tử Nguyệt rồi. Sam Vũ, người muốn đi giết yêu thần sao? Là một người con, giết cha thì ta không thể báo thù. Là thiếu chủ của yêu tộc, ta càng phải bảo vệ yêu tộc. Nếu yêu thần chết, sẽ không còn ai bảo vệ yêu tộc nữa. Sam Vũ, Sam Vũ, Sam Vũ. Suối Tử Nguyệt. Mọi người, đây là ý gì? Suối Tử Nguyệt là nơi ở của thần tôn, người không phận sự không được vào. Nếu yêu thần không thấy hổ thẹn trong lòng, vậy sao không dám bước ra gặp bọn ta? Ngài ấy lấy lại Tử Nguyệt, làm ta mất đi tu vi nửa đời mình, lẽ nào không nên bước ra giải thích cho chúng ta sao? Nếu không có Tử Nguyệt, các người cũng đâu có được tu vi như bây giờ. Thần tôn lấy lại thứ thuộc về mình, đâu cần phải giải thích cho các người. Mau rời đi đi, không thì đừng trách bản quân không đương tay. Lấy thứ thuộc về ngài ấy sao? Tử Hàm, Tình Uyên có ơn với yêu tộc, nhưng 6 vạn năm nay bọn ta vì ngài ấy mà không tiếc đối đầu với chúng sinh. Cả yêu tộc đều bảo vệ một mình ngài ấy. Ngài ấy là yêu thần, lẽ nào không nên bảo vệ yêu tộc sao? Nhưng ngài ấy thì sao? Vì tình cảm riêng mà lấy lại Tử Nguyệt, hại yêu tộc đến bước đường này. Bọn ta coi ngài ấy là người đứng đầu, nhưng ngài ấy thì sao? Ngài ấy coi bọn ta là gì? Đám súc sinh ngài ấy nuôi sao? Ta khuyên ngươi đừng cản đường. Vì điện hạ, ăn nói cẩn thận. Ăn nói cẩn thận sao? Bây giờ phụ hoàng ta đã chết trong điện, lòng trung thành của ông ấy suốt 6 vạn năm đổi lại là kết cục này. Ngươi bảo ăn nói cẩn thận sao? Ta là một người con, thù này không trả, vĩnh viễn không thể làm tiên. Yêu hoàng chết rồi sao? Dù có mất đi yêu lực cũng chỉ thành người phàm mà thôi, sao có thể chết được? Nếu yêu thần không thể khiến phụ thần ta sống lại, ta sẽ khiến cho ngài ấy nợ máu trả bằng máu. Sam Vũ, chuyện của yêu hoàng ta biết trong lòng ngươi oán hận, nhưng chuyện này không thể kết luận bừa bãi. Mọi người, bây giờ thần tôn đã quay về, nhất định sẽ nghĩ cách khôi phục linh lực cho mọi người. Hôm nay nể mặt yêu hoàng, ta không so đo với các người. Bây giờ rời đi, chuyện hôm nay sẽ coi như chưa xảy ra. Vì điện hạ đừng tin hắn ta, yêu thần sẽ không bận tâm đến sống chết của chúng ta đâu. Tử Nguyệt ở trong người yêu thần, giết yêu thần lấy lại Tử Nguyệt đi. Câm miệng. Tiểu Liên, Tiểu Liên, Tiểu Liên, mọi người nghe lệnh, giết yêu thần lấy lại Tử Nguyệt.
Hậu Trì, Hậu Trì, nhìn đi, là một bé trai. Người xem nó đáng yêu biết bao. Đứa bé nhỏ nhắn, rất giống Thanh Mục. Hậu Trì, cô đặt tên cho nó đi. Phụ thân nó đã không còn nữa. Ta cũng sắp rời đi rồi. Đặt tên cho nó là Khí đi. Khí, Khải, nhóc con, tên của con giống với tên của Thiên Khải thúc thúc. Sau này gọi con là Nguyên Khải đi. Tên hay lắm. Sau này nhất định sẽ làm việc lớn. Nguyên Khải, mẫu thần không có gì tốt để lại cho con. Cung Thanh Trì còn một vài món đồ chơi hồi nhỏ ông ngoại con mua cho ta, đều là đồ chơi của con trai. Ta nghĩ con sẽ thích. Mẫu thân để lại cho con vậy. Mắt nhìn của ông ngoại luôn rất tốt. Sau này con nhất định sẽ rất thích. Hậu Trì, sau này nếu nó hỏi về phụ thân và mẫu thân, mong mọi người hãy nói cho nó biết phụ thân nó là thượng quân Thanh Mục ở Bắc Hải, khí phách anh dũng, trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu, cả đời bảo vệ tình yêu và chính nghĩa của mình. Mẫu thân của nó là Hậu Trì, cả đời hạnh phúc, có rất nhiều bạn tốt, luôn được phụ thân và phu quân yêu thương, cả đời vô lo vô nghĩ. Đừng nói nữa Hậu Trì, người nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một lát là được. Đúng vậy, đợi sau này nó lớn, cô hãy tự mình nói những câu đó với nó. Hậu Trì, thực ra hai người không cần an ủi ta. Chân thần thượng cổ vì tam giới mà hy sinh tính mạng của mình, bây giờ coi như ta thay mặt tam giới trả lại ân tình cho thượng cổ. Thần chủ thượng cổ khi thức tỉnh nếu có thể nhớ được ta, nhớ được thế gian này, từng có đôi phu thê Thanh Mục và Hậu Trì, nhớ được tình yêu của họ, vậy hãy giúp ta chuyển lời đến cô ấy, có thể làm cơ thể khi cô ấy thức tỉnh. Tuy ta có oán hận, nhưng cũng cảm thấy may mắn. Tuy đời này ta không có công trạng gì, nhưng đến cùng có thể lập được công lớn như vậy, cũng coi như xứng đáng với cái danh thượng thần mà phụ thần giành lấy cho ta. Hai người cũng đừng đau buồn vì ta. Thực ra ta cảm thấy ta được giải thoát rồi. Sau khi Thanh Mục rời đi, ta đã muốn đi cùng Quynh ấy từ lâu. Hai người nói xem, sau khi thần thức tan biến sẽ là một thế giới thế nào. Ta tin ta sẽ gặp lại Thanh Mục, đúng không? Ta nhất định sẽ gặp lại Thanh Mục. Hậu Trì, Hậu Trì, các vị đừng quên, ta là thần quân. Các người hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Hôm nay không làm cho các người bị thương là nể tình các người đều là người của yêu tộc. Đã là thần quân, vậy sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn ta rơi vào bước đường này? Điện hạ, thượng thần Tử Hàm chỉ biết trung thành Ngô Muội,
đâu từng đồng cảm với ai. Con hồ ly nhà ngươi, ngươi sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Có phải muốn bản quân đánh ngươi trở về nguyên hình hay không? Cái chết của yêu hoàng vô cùng kỳ lạ. Suối Tử Nguyệt, đợi bản quân giải quyết xong chuyện này, nhất định sẽ điều tra ngươi kỹ càng. Mọi người bình tĩnh đi, đừng hoảng loạn. Trước khi thần tôn lấy lại Tử Nguyệt đã nói, tu vi ngày ấy lấy của mọi người, sớm muộn cũng sẽ trả lại. Chỉ cần một chút thời gian thôi. Một chút thời gian là bao lâu? Đúng vậy, là bao lâu chứ? Là bao lâu? Nói rõ ra đi. 100 năm. Chỉ cần 100 năm, Tử Hàm ta nguyện dùng căn nguyên bảo đảm. Chỉ cần 100. Thật chứ? Nếu sau 100 năm các người vẫn không khôi phục được yêu lực, lúc đó hãy đến tìm ta tính sổ. Lúc đó bản quân nhất định sẽ khoanh tay chịu trói, tuyệt đối không phản kháng. Vậy phụ hoàng ta thì sao? Tu vi hàng vạn năm cô mấy lẽ nào? Nằm mơ đi. Hôm nay các ngươi đều phải chết, không cần đến 100 năm. Sao lại là ngươi? Ngươi có thôi đi không? Một tiên quân tầm thường lại dám ngông cuồng như vậy ở yêu tộc bọn ta. Coi yêu tộc chúng ta không có người đúng không? Hoa Thí Thần, sao ngươi lại có đồ của ma tộc? Thứ này kịch độc, bảo vệ chính mình. Phượng Nhiễm, bây giờ cô đưa Hậu Trì và Nguyên Khải về cung Thanh Trì, khởi động trận pháp bảo vệ cổ quân để lại. Bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được mở ra. Nhớ kỹ, vì sao phải về cung Thanh Trì? Không phải nơi này là an toàn nhất sao? Từ nay về sau, e là không còn an toàn nữa rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại, sẽ không còn là Hậu Trì, mà sẽ là Thượng Cổ. Cô có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy như đã từng đối với Hậu Trì không? Dù cô ấy là Thượng Cổ hay Hậu Trì, cô ấy vẫn là cô ấy. Thần Tôn, Thần Tôn, người muốn đi đâu? Cảnh Dương, tên tiểu nhân bị ổi nhà ngươi dỗ đổ bìm leo, không biết xấu hổ, vì điện hạ đừng chọc giận hắn ta. Tiểu Ly, cô sao rồi? Vì điện hạ, ta sẽ không để cô chết. Không biết thức thời, bây giờ bản điện hạ sẽ tiễn các người cùng chết với nhau. Ta có cách. Điện hạ, không được. Tiểu Ly, Tiểu Ly, Thần Tôn cẩn thận. Chị ta mới được phụ bạc yêu tộc, còn người khác đừng hòng. Yêu thần, khi ngươi làm loạn ở vùng Thương Khung thì nên nghĩ đến yêu tộc sẽ có kết cục như bây giờ. Thắng
đương đương là yêu thần, mà yêu lực lại yếu ớt như vậy. May mà mẫu thần để ta cầm theo thứ đó, xem ra chân thần cũng chỉ vậy thôi. Bạch Quyết, không phải người hôn mê rồi sao? Đại ca, trước mặt thần tôn không được vô lễ, dám dùng đến đồ của ma tộc, tự mình đến điện huyền thiên đợi phụ thần ngươi xử lý. Tội quân hậu trì ở đâu? Bản quân sẽ bảo vệ cô ấy, không cần huynh quan tâm. Tốt nhất huynh hãy bảo vệ cô ta cả đời, nếu không dù có 10 cái mạng thì cô ta cũng không đền nổi tội đã thương chân thần. Tử Hàm, Tử Hàm, ta thần tôn, ta trúng độc vô cùng nặng, không sống được lâu nữa. Đừng nói linh tinh, thần lực của bản tôn có thể điên đảo đất trời, sao lại không bảo vệ được một mình ngươi chứ? Đúng vậy, thần tôn nhà ta bản lĩnh lắm, nhưng thần tôn Tử Nguyệt không còn nữa, Sâm Giảng cũng chết rồi, ta cũng sắp rời đi. Sau này ai sẽ bảo vệ người đây? Nhưng thần tôn, vừa rồi ta đã quyết định thay người, trăm năm sau phải khôi phục sức mạnh của yêu tộc. Xin người nhất định phải làm được. Ta không muốn bị họ lật tung phần mộ tổ tiên lên, cũng không muốn người bị chửi rủa. Được, bản tôn đồng ý với ngươi. Lời căn dặn của thần quân Tử Hàm, bản tôn sẽ nhớ mãi trong lòng. Trước đây đều là ta nghe lời người, cuối cùng cũng có cơ hội để người nghe ta một lần. Thần tôn, cả đời này người ta ngưỡng mộ nhất chính là người, sống một cách tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm. Đầu tiên là Nguyệt Di, giờ lại là ngươi. Tử Hàm, bản tôn hứa với ngươi, từ nay về sau sẽ không tùy hứng nữa. Ta hứa với ngươi. Thượng quân Phượng Nhiễm, cô đưa hậu trì điện hạ đi đâu vậy? Phượng nữ, bây giờ đã khác rồi, hậu trì đã thức tỉnh thành thần chủ thượng cổ. Nếu ngươi còn dám làm khó thì sẽ là tội giết hại thần chủ, tam giới sẽ không tha. Vậy thì đã sao? Bây giờ thần giới đã không còn, tiên tộc cũng sắp tiêu diệt yêu tộc, thế gian này sẽ do thần tôn Bạch Quyết và thiên cung ta làm chủ. Thần tôn Bạch Quyết không lên tiếng, vậy cô ta sẽ chẳng là gì. Người đâu, bắt lại cho ta. Cậu không mau cút đi. Ngươi đến làm gì? Đừng hiểu lầm,
là thần tôn Bạch Quyết bảo Lão Long đến cứu hai người, Bạch Quyết bảo người đến cứu bọn ta. Hắn ta có ý gì? Vừa đấm vừa xoa sao? Khúc mắt giữa các người sao ta biết được? Cô chỉ cần biết từ nay về sau Lão Long ta chỉ trung thành với mỗi thần tôn Bạch Quyết là được. Bộ dạng tiểu nhân này của ngươi thật khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Khúc mắt trước đây giữa ta và cung Thanh Trì hoàn toàn không phải ý muốn của ta, điều lạ nếu phụ phu hán đó xúi dục, mong thượng quân Phượng Hiểm lượng thứ, đừng chấp nhận với kẻ tiểu nhân ta đây. Đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Ngươi cũng thật bị ổi, chẳng có chút nguyên tắc nào. Linh lực ai mạnh hơn thì ta đi theo người đấy. Đây là nguyên tắc làm việc trước nay của Lão Long. Không cần, tự ta làm được. Thần Tôn, Bộ Quan, từ hôm nay yêu tộc sẽ về dưới trướng của Thương Khung ta. Ta lệnh cho ngươi trong 100 năm phải giúp Sam Phủ khôi phục lại sức mạnh của yêu tộc. Ngươi có ý kiến gì không? Yêu tộc vẫn luôn là chúng sinh tam giới, tất cả đều do Thần Tôn quyết định. Chỉ là Hạo Quân không biết Cảnh Dương đã phạm tội gì, vì sao Thần Tôn lại bắt nó quỳ ở đây? Cảnh Dương tự ý dùng Hoa Thí Thần tàn sát bừa bãi yêu tộc, lẽ nào bản tôn không nên phạt sao? Nghiệt tử! Còn nếu Hoa Thí Thần ở đâu? Bản tôn cũng muốn hỏi câu này. Thiên Hậu bảo ta đưa thứ này cho Điện Hạ. Điện Hạ, Thiên Hậu nói trong hộp đó là Hoa Thí Thần, độc tố trong đó có thể giết chết được thần. Mẫu thần cẩn thận quá đấy. Có Thần Tôn Bạch Quyết ở đây, đâu cần phải như vậy. Hạo Quân không biết, Thiên Hậu chỉ dặn dò Đại Điện Hạ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng mở thứ này ra. Phụ thần, không phải con, là mẫu thần. Thần Tôn, chắc chắn là nghiệt tử này bướng bỉnh. Lúc đó phụ hoáng về từ Cửu U đã lấy nhầm Hoa Thí Thần ra nghịch, nên mới gây ra họa lớn này. Là Hạo Quân, là Hạo Quân không biết dạy con. Xin Thần Tôn hãy tha cho nó một mạng. Xin Thần Tôn tha cho Cảnh Dương Điện Hạ. Vậy sao? Cảnh Dương chỉ là một thường tiên, sao có thể khống chế được Hoa Thí Thần? Thần Tôn, xin hãy nể tình đại ca ta nhiều năm canh giữ ranh giới tiên giới, mà tha cho quân ấy một mạng. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Dân phải phạt. Phạt nó 20 đạo thiên lôi, giam cầm 100 năm. Nghiệt tử, còn không mau đa tạ Thần Tôn tha cho tội chết. Đa tạ Thần Tôn tha mạng. Hai tộc ngừng giao chiến, chúng sinh có thể yên bình. Sau này ai còn dám mưu đồ làm loạn, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua. Xin nghe theo lời dạy của Thần Tôn. Cung Thanh Trì. Cô ấy còn ngủ như vậy bao lâu nữa? Không biết. Có lẽ là một tháng, cũng có lẽ là 100 năm. Tất cả đều phải xem chính Tiểu Điện Hạ. Trường Khuyết, có linh dược nào giúp cô ấy tỉnh lại không? 6 vạn năm trôi qua trong chớp mắt, đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Yêu thần, số cuộc Bạch Quyết có ý gì? Hôm đó ở vùng Thương Khung, ngài tuyệt tình với Hậu Triền như vậy, nhưng sao hôm nay lại ra tay cứu giúp? Có lẽ là vì thượng cổ. Hôm nay
Cảm ơn cô đã giúp bản tôn giấu đi chuyện thần lực bị tổn thương. Cũng cảm ơn thần tôn đã tha cho đại ca ta. Cô nên ghét ta mới phải. Hạo quân không dám. Hạo quân có một vấn đề muốn hỏi thần quân. Nói đi. Rõ ràng người không thích ta, nhưng lại cưới ta. Suốt cuộc là vì muốn hậu trì dứt tình, hay là vì thần tôn thượng cổ? Rõ ràng biết bản tôn không thích cô, nhưng vì sao vẫn ở lại đây? Một chữ tình. Đời này Cảnh Chiêu đã không còn hy vọng. Chỉ có danh lợi là có thể từ từ có được. Ở lại Thương Khung đối với ta là có lợi nhất. Ít nhất trong mắt mọi người, ta vẫn là người thân cận với người nhất. Thẳng thắn như vậy đúng là tốt hơn nhiều so với làm bộ làm tịch. Đại hôn hôm nay, Cảnh Chiêu đã mất hết thể diện. Mong thần tôn rủ lòng thương, đừng đuổi ta ra khỏi Thương Khung. Bản tôn tất nhiên sẽ không làm những việc qua cầu rút ván của tiểu nhân. Chỉ cần cô yên phận một chút thì cô sẽ có được danh lợi như mình muốn. Sure.